William Slim, một nguyên soái nổi tiếng của Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai nhận xét: trong một cuộc chiến tranh, không có gì tốt và cũng không có gì xấu như những báo cáo đầu tiên của những người đang phấn khích. Từ thời điểm quân đội Nga tiến vào Ukraine ngày 24 tháng 2 năm nay, các chuyên gia đã đưa ra nhiều tuyên bố sâu rộng về tương lai của cuộc chiến này. Cái chết của xe tăng được tuyên bố trên cơ sở các đoạn phim quay được. Máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ được ca ngợi là những thành tố thay đổi cuộc chơi không thể ngăn cản. Các loại vũ khí chống tăng của phương Tây đã sớm đóng vai trò chính. Bây giờ, 9 tháng sau cuộc chiến, nhiều phản ánh được cân nhắc hơn đang xuất hiện. Có rất nhiều điều mà các lực lượng vũ trang phương Tây có thể học hỏi. Vào ngày 30 tháng 11, Viện Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh, một nhóm chuyên gia cố vấn ở London đã công bố một báo cáo chi tiết về những bài học rút ra từ 5 tháng đầu tiên của cuộc chiến, giai đoạn mà Ukraine chủ yếu ở thế phòng thủ. Các tác giả bao gồm Mykhailo Zabrowski, một trung tướng Ukraine, và một cặp nhà phân tích của Viện Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh được quyền truy cập rộng rãi vào dữ liệu quân sự Ukraine và quá trình ra quyết định. Những phát hiện của họ vẽ nên một bức tranh phức tạp hơn so với quan niệm phổ biến về một đám đông người Nga chậm chạp đang đối mặt với những người Ukraine nhanh nhẹn. Cuộc xâm lược đã thất bại, nhưng nó không được xác định trước như vậy. Tỷ lệ số quân Nga so với quân Ukraine ở phía Bắc Kiev là 12-1, và Nga đã tấn công 75% các địa điểm phòng không cố định của Ukraine bằng đường không trong 48 giờ đầu tiên của cuộc chiến. Một cuộc tấn công mạng của Nga đã phá vỡ thành công hệ thống liên lạc vệ tinh của Ukraine. Ukraine đã chịu đựng được cuộc tấn công ban đầu này, phần lớn là do họ có tầm nhìn xa để phân tán các kho dự trữ vũ khí đạn dược của mình khỏi các kho vũ khí chính một tuần trước cuộc xâm lược. Với những nỗ lực đó được đẩy nhanh 3 ngày trước chiến tranh, máy bay và hệ thống phòng không đã được phân tán trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công. Kết quả là chỉ 1 phần 10 vị trí phòng không cơ động của Ukraine bị tấn công. Giá như Nga tấn công các mục tiêu một cách sắc nét hơn và nhanh nhẹn hơn, thì thậm chí những mục tiêu này có thể đã bị bắn trúng. May mắn thay, phải mất 2 ngày và đôi khi lâu hơn, tình báo của đội Nga mới gửi thông tin về các mục tiêu đến một trung tâm chỉ huy ở Moscow và sắp đặt một cuộc tấn công trên thực địa. Cũng theo một báo cáo của Viện Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh, trong cuộc chiến ở Đài Loan, Mỹ cho rằng quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã không mắc phải những sai lầm tương tự. Báo cáo kết luận, không có nơi trú ẩn trong chiến tranh hiện đại. Kẻ thù có thể tấn công trong suốt chiều sâu hoạt động. Nói cách khác, ở phía sau đường chiến tuyến danh nghĩa. Điều đó có nghĩa là quân đội cần phải chiến đấu khác đi. Báo cáo của Viện Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh kết luận, che giấu là một lựa chọn, nhưng nó cực kỳ khó duy trì bởi vì các loại cảm biến khác nhau, chẳng hạn như máy ảnh quang học thu nhận chuyển động, cảm biến nhiệt và anten điện tử thu phát sóng radio có thể được xếp lớp chồng lên nhau để phát hiện ra cả những đội quân được che giấu kỹ nhất. Một giải pháp khác là sử dụng các cấu trúc cứng như hộp cứng và bong ke bê tông. Nhưng những thứ này có xu hướng cố định trói chân binh lính vào một chỗ. Cách tốt nhất để sống sót đơn giản là phân tán và di chuyển nhanh hơn so với tốc độ mà kẻ thù có thể phát hiện ra bạn. Ngay cả lực lượng đặc nhiệm Ukraine, những người có xu hướng hoạt động theo nhóm nhỏ, cũng bị máy bay không người lái của Nga phát hiện nếu họ ở một chỗ quá lâu. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, tên lửa chống tăng Javelin và Enlor do Mỹ và Anh cung cấp đã không chiếm ưu thế. Mặc dù các vũ khí này xuất hiện rất nhiều trong các đoạn video từ tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Máy bay không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, khi nó đã phải vật lộn để tồn tại sau ngày thứ ba. Jack Wanting của Viện Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh, một trong những tác giả của bản báo cáo gần đây, phát biểu trong một podcast về các vấn đề quân sự của Nga, lưu ý giá trị tuyên truyền của thiết bị phương Tây cực kỳ cao vào đầu chiến tranh. Nó không thực sự có ảnh hưởng đáng kể về mặt vật chất đến quá trình chiến đấu cho đến tháng 4. Ông nói thêm, yếu tố quyết định tầm thường hơn thế. Điều khiến quân Nga ở Kiev nản lòng là do hai lữ đoàn pháo Ukraine bắn đến mức đỏ cả nòng mỗi ngày. Vai trò then chốt của pháo binh vốn là một tư duy nghiêm túc đối với quân đội Tây Âu. Những quốc gia có hỏa lực suy giảm đáng kể từ khi chiến tranh lại kết thúc.
Từ năm 1990 đến năm 2020, số lượng pháo binh trong các quân đội lớn của châu Âu đã giảm 57%, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một tổ chức tư vấn khác ở London. Kho vũ khí của Ukraine rất ghê gớm. Nước này bắt đầu cuộc chiến với hơn 1.000 hệ thống pháo có loại ống dài và 1.680 bệ phóng nhiều tên lửa, nhiều hơn cả Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan cộng lại, và là lực lượng pháo binh lớn thứ nhất ở châu Âu sau Nga. Hạn chế chính của Ukraine là đạn dược. Ukraine duy trì sự cân bằng về pháo binh trong khoảng 6 tuần, lâu hơn nhiều so với hầu hết các quân đội phương Tây nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau đó, các đơn vị pháo của Ukraine bắt đầu hết đạn, mang lại cho Nga một lợi thế 10 chọi 1 về hỏa lực vào tháng 6, và sự mất cân bằng này kéo dài cho đến khi Ukraine nhận được một loạt các hệ thống pháo tiên tiến của phương Tây, bao gồm HIMARS của Mỹ. Các tác giả lưu ý, tỷ lệ tiêu thụ đạn pháo trong giao tranh cường độ cao vẫn cực kỳ cao. Rất ít quốc gia phương Tây có khả năng chế tạo vũ khí, phụ tùng và đạn dược với tốc độ nhanh cần thiết. Ngoài Hoa Kỳ, các thành viên NATO khác không có thế mạnh trên các lĩnh vực này. Máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng, mặc dù phần lớn là để phục vụ hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát hơn là cho các nhiệm vụ tấn công. Viện Nghiên cứu Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, các đơn vị Nga có máy bay không người lái của riêng họ, thay vì dựa vào máy bay không người lái từ sở chỉ huy cấp cao hơn, có thể tạo ra các vụ nổ gây cháy lan rất cao, tấn công các mục tiêu trong vòng 3 đến 5 phút sau khi phát hiện ra chúng, một quy trình bắn dựa theo cảm biến có tốc độ nhanh đáng kể. Thời gian chờ cho các đơn vị không biên chế máy bay không người lái của riêng họ là khoảng nửa giờ, vì vậy mà độ chính xác thấp hơn. Nhưng một bài học quan trọng từ Ukraine là quân đội cần nhiều máy bay không người lái hơn họ tưởng. Viện Nghiên cứu Quân sự Thống nhất Hoàng gia Anh lưu ý rằng khoảng 90% tất cả các loại máy bay không người lái được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng từ tháng 2 đến tháng 7 đã bị Nga phá hủy. Tuổi thọ trung bình của máy bay không người lái cánh cố định là khoảng 6 chuyến bay. Một máy bay không người lái 4 chân chỉ là 3 chuyến. Sự tiêu hao như vậy sẽ làm quân đội châu Âu dùng hết sạch số máy bay không người lái của họ chỉ trong vài ngày. Do vậy, ưu tiên tập trung cho các hệ thống máy bay không người lái đơn giản và rẻ tiền có thể được coi là gần như dùng một lần thay vì các đội máy bay không người lái lớn và đắt tiền với động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng lớn mang theo các cảm biến tiên tiến. Điều đó đòi hỏi một số lượng lớn nhân viên được đào tạo có thể điều khiển các máy bay này và luật lệ thoải mái hơn cho phép việc sử dụng chúng nhiều hơn trong thời bình. Báo cáo nhận xét, hiện tại có ít hạn chế hành chính đối với việc pháo binh Hoàng gia Anh bắn đạn 155 ly trên các con đường dân sự, so với việc một máy bay người lái được cho phép bay trên cùng một không phận để giám sát đạn có bắn trúng mục tiêu hay không. Cuộc chiến cũng cho thấy máy bay không người lái có thể bị đánh bại như thế nào. Một cách tiếp cận là phương pháp đánh lạc hướng kiểu cũ. Quân Ukraine phát hiện ra rằng khi các đơn vị trinh sát của Nga đánh dấu vị trí của họ bằng thiết bị chỉ định laser, họ có thể đáp trả bằng cách phóng lựu đạn khói để che khuất vị trí của các máy bay. Nhưng điều đó cũng không có xu hướng làm đơn vị phòng thủ trở thành kẻ mù lòa. Cách quan trọng nhất để chống lại máy bay không người lái là sử dụng tác chiến điện tử, một loại khí tài có khả năng tàng hình khiến nó không thể bị phát hiện trong bóng tối. Khả năng tác chiến điện tử của Nga đã buộc Ukraine phải hạn chế cách họ sử dụng máy bay không người lái của mình. Về lý thuyết, chúng có thể được điều khiển từ xa, bay trên đầu các mục tiêu của Nga và gửi lại cảnh quay trực tiếp cho một đơn vị pháo binh. Trong thực tế, phát xạ vô tuyến vốn cần thiết cho điều hướng và liên lạc từ cả máy bay không người lái và chạm mặt đất có thể bị đối phương phát hiện và trong một số trường hợp bị tấn công điện tử làm gián đoạn. Vì vậy, thay vào đó, Ukraine đã phải bay nhiều máy bay không người lái của mình trên các tuyến đường được thiết lập sẵn, với dữ liệu được tải xuống khi các máy bay không người lái quay trở lại. Và phải mất nhiều giờ sau, dữ liệu mới được xử lý, và khi đó thì mục tiêu đã có thể cơ động đi đến địa điểm khác. Dữ liệu của Ukraine cho thấy chỉ 1/3 các nhiệm vụ bằng máy bay không người lái kiểu này tỏ ra thành công. Quân đội Nga kể từ thời Liên Xô được cho là đi đầu trong lĩnh vực này, tức là tác chiến điện tử. Họ áp dụng chiến tranh điện tử rộng rãi ở Syria với việc gây ra sự tàn phá cho các máy bay dân sự trong khu vực. Đó chắc chắn là một thách thức nghiêm trọng đối với Ukraine. Nhưng việc phá sóng vô tuyến này không phải lúc nào cũng có thể triển khai và máy bay của Nga cũng bị vạ lây. Ông Wanting kể câu chuyện về hai phi công Nga tình cờ nghe được phàn nàn rằng radar của họ bị nhiễu. Họ nhanh chóng nhận ra rằng các nhóm tác chiến điện tử của chính Nga
và các nhóm tác chiến đang nhắm mục tiêu vào radar của nhau. Các radar bị vô hiệu hóa, buộc các máy bay phải bay mà không có hỗ trợ bảo vệ điện tử trong một khu vực nguy hiểm. Thật dễ dàng để kể lại những câu chuyện huynh đệ thương tàn như vậy khi quân Nga gặp vận rủi. Nhưng liệu các lực lượng vũ trang phương Tây có phản ứng tốt hơn trong một tình huống tương tự? Ông Wanting tỏ ra hoài nghi. Chúng tôi không có nhiều khu vực tập trận để chúng tôi có thể thực sự bật lên các thiết bị tác chiến điện tử của mình. Chúng tôi có thể làm điều đó trong bối cảnh thích hợp, nhưng chúng tôi chưa thử nghiệm điều đó trên quy mô lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.